Armand Duplantis vượt trội tại Olympic Paris như thế nào? Siêu sao nhảy sào người Thụy Điển Armand Duplantis phá kỷ lục Olympic với 6,1m nhưng vẫn tiếp tục thi đấu và phá kỷ lục thế giới với 6,25m hôm 5 tháng 8. Armand Duplantis đã chắc chắn giành huy chương vàng Olympic Paris ở mức xà 6m sau khi các đối thủ của anh có thành tích tốt nhất là 5,95m. Huy chương bạc nội dung nhảy sào thuộc về Sam Kendrick của Mỹ, còn vận động viên Emanuele Karalis người Hy Lạp giành huy chương đồng. Sau khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng Olympic, Duplantis vẫn tiếp tục nâng các mức xà. Ở lượt nhảy tiếp theo, Duplantis vượt qua 6,1m và phá kỷ lục Olympic. Vận động viên sinh năm 1999 cuối cùng vượt qua mức 6,25m, lập kỷ lục thế giới mới. Siêu sao người Thụy Điển phá chính của bản thân lập tại Siamen Diamond League hồi tháng 4. Tôi vẫn chưa nhận thức được khoảnh khắc đó tuyệt vời như thế nào. Đó là một trong những điều thực sự cảm thấy ảo, như trải nghiệm thoát xác vậy, nhà vô địch Paris 2024 nói trong họp báo một giờ sau khi lập kỳ tích trên sân Stade France. Những tiếng hô Mondo, Mondo, nickname của Duplantis vang lên trên khán đài với sức chứa 70.000 người, gần như không còn một chỗ trống ngày hôm qua. Duplantis nói thêm, tôi có thể nói gì đây? Tôi vừa phá kỷ lục thế giới tại Olympic. Sân khấu có thể là lớn nhất với một vận động viên nhảy sào. Giấc mơ lớn nhất thuở nhỏ của tôi là thế, và giờ tôi có thể thực hiện trước một đám đông lớn nhất tôi từng thi đấu. Tôi đã cố gắng không nghĩ nhiều nhất có thể. Khán đài phát cuồng, ở đây thật ồn ào giống như một trận bóng bầu dục ở Mỹ vậy. Tôi có chút kinh nghiệm trong một sân vận động có 100.000 chỗ nhưng chưa bao giờ là tâm điểm chú ý. Tôi chỉ cố gắng chuyển năng lượng mọi người truyền cho tôi và nó đã có hiệu quả. Sau khi lập kỷ lục thế giới mới, chàng trai mang hai dòng máu Mỹ và Thụy Điển một tay chống hông. Tay còn lại giả động tác bắn súng mô phỏng thần thái gây sốt của xạ thủ Thổ Nhĩ Kỳ Yusuf Diker. Đây là lần thứ 9 Duplantis phá kỷ lục thế giới kể từ lần đầu vào năm 2020 với mức 6,17m tại Olympic Tokyo 2020, diễn ra năm 2021 do Covid-19. Anh giành huy chương vàng sau khi vượt qua mức 6,02m, sau đó anh cũng tiếp tục nhảy để cố phá kỷ lục thế giới 6,18m nhưng không thành công. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.